Bánh trứng cuộn nhân tan chảy siêu độc lạ, giòn tan bên ngoài béo ngậy bên trong. Hộp như vậy rất là bự luôn nha. Trong đây sẽ là 20 gói. Bánh này thì có 3 vị: trứng muối, sô-cô-la và phô mai. Mà yên tâm, đây là sản phẩm nhập chính ngạch, giấy tờ đầy đủ và vệ sinh an toàn thực phẩm có đủ. Một cái gói như vậy sẽ có 2 cái bánh ở trong luôn nha. Tổng cộng một hộp như vậy là được 40 bánh lận. Cái bánh này không phải kiểu nó giòn đâu nha mọi người, mà nó dạng là xốp vậy á. Nó sẽ được cuộn lại và bên trong nó có cái nhân tan chảy như nè, cực kỳ đỉnh cao. Vị phô mai thì ngọt thanh nhưng mà cực kỳ thơm phô mai luôn nha. Bên ngoài chiếc bánh sẽ không quá ngọt, hòa quyện cùng với phần nhân bên trong béo béo thơm thơm. Trời ơi, đỉnh cao thật sự luôn mọi người. Còn cái vị trứng muối thì lại có cái độ béo béo của trứng muối. Mở ra cái thôi là thơm đặc trưng của trứng muối liền luôn. Ngon nhất là khi mà bạn thấy đói đói, lấy ra cái bánh hằng thôi nha mọi người. Trời, nó giòn tan luôn, bỏ vô miệng thôi là nó tan ra trong đầu lưỡi của mình luôn. Sô-cô-la thì tôi thấy trong đây hình như có thêm cái mùi cacao nữa, mà nó lại là không quá ngọt đâu nha. Có cái vị nhẫn nhẫn của cacao và sô-cô-la cực kỳ đặc trưng luôn nha. Bạn nào mà không thích ngọt ăn cái bánh này đảm bảo luôn, ghiền cực kỳ luôn. Mà bánh này tôi thấy là nguyên một nhà mình ăn, từ người lớn đến trẻ em là ai cũng phải thích luôn. Và đây là sản phẩm được nhập chính ngạch, có giấy tờ tem phụ đầy đủ của CM Food nha. Mà CM Food là mấy bà cũng biết là bán chân già ngon số dách rồi. Rồi bây giờ là ra thêm cái bánh này nữa là hơi bị cao, có giấy tờ nhập khẩu chính ngạch đàng hoàng luôn nha.